Để lần đầu chứ, lần đầu cô. Cô luôn. Đâu chị? Em còn nhỏ mà. Em sinh năm mấy? Em 22. 22. Alo. Chị bên anh chị có bên hoàn diện chị? Có em ơi. Ok rồi đi em chạy qua. Ok ok. Đau không em? Thôi em cũng bình thường. Hơi đau đó, tại vì cái vùng này là vùng nhạy cảm á. Dạ, em cũng hay nặng lắm, đau. Có ý là sao điểm quay lại chị giống như này này. Mấy chị đau quá em chặn số chị luôn. Cứ gì nãy trừ chưa nặng luôn à, nãy giờ chưa nặng đúng không? Chưa chưa nặng gì chưa, mới rửa mặt đồ hả? Chứ chích nãy giờ mình chưa nặng gì không, ý là trừ vậy mới nặng. Chị bao nhiêu ngày là hết bị mấy cái mụn ấy nhỉ? Tuần sau đi học em sẽ hết dấu rồi hả? Dạ. Cũng không có dấu gì đâu em. Ngày hai ngày là thấy rồi. Khỏe. Thôi thứ hai em đi học á. Học học gì em? Học lên cái khoa. Chị thấy hơi nóng nóng á. Nóng rồi, chị bật quạt em chị. Đang xông hơi à? Điều hòa số máy chứ. Alo. 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 Dạ, để xem quay lại em có gì nói.
Chị cái quạt luôn Trang ơi. Để dưới chân thôi, chẳng thoảng này. Later. Không chịu ra.